đến với bộ đồ thứ ba của Nhi thì như có điều muốn thông báo cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn là người yêu thích thời trang, đam mê thời trang, có những phong cách thời trang hay là có những cách phối đồ cực kỳ ấn tượng thì hãy nhanh tay tham gia cuộc thi Dress Snap do Dosin tổ chức. Mọi người hãy lên ngay Facebook đăng ký và để biết thêm thông tin chi tiết. Trị giá giải thưởng lên tới hơn 10 triệu đồng lận đó mọi người ơi. Và một điều đặc biệt nữa là khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là quán quân ở cuộc thi Dress Snap do Dosin tổ chức hồi tháng vừa rồi. Và rất là bất ngờ khi mà biết được một điều này nữa, đó chính là chủ đề mà Nhi đã chiến thắng, đó chính là cũng là Workswear luôn. Chào mừng mọi người đã đến với The Style 101. Mình là Nhi Hesi và đây là khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Cẩm Nhi. Hiện tại mình đang làm mẫu tự do. Mình rất vui khi được mời làm khách mời của chương trình này. Thường mà khách mời cũng cho tên Nhi, cô nào cũng xinh lắm mọi người nha. Thường Nhi á, bình thường Nhi có phong cách ăn mặc như thế nào và Nhi có yêu thích về thời trang không? Dạ em không có theo một style cố định và em rất thích về thời trang. Phong cách của chúng ta lúc nào cũng phải nên thay đổi để cho mình mới mẻ hơn đúng không em? Đúng chị vẫn thích cái kiểu là không cố định style. Và đây là một chương trình nhằm đưa ra cho các bạn những xu hướng thời trang mới nhất, đưa những cái ý tưởng phối đồ làm sao cho mình trở nên tự tin và mới mẻ hơn, bắt trend hơn. Thì các tập trước của chúng ta em đã coi qua chưa? Dạ em đã coi qua rồi. Và chủ đề hôm nay cũng chị nghĩ chắc là sẽ phù hợp với em á, tại vì chị nhìn sơ chị cũng thấy có vẻ rất là cá tính. Chủ đề hôm nay của chúng ta đó chính là workwear. Đây là một phong cách phải gọi sao ta, là áp dụng những cái trang phục mà mặc nó phối từ theo kiểu công nhân á. Em có biết về cái style này không? Em cũng biết một chút về workwear. Thì cái style này được lấy cảm hứng theo những người công nhân lao động và được biến hóa lại cho mình một cách dễ mặc hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhi nói ra cho Nhi sực nhớ là đúng rồi. Cái phong cách này rất nhiều bạn ưa chuộng và được áp dụng dress style ở phong cách đường phố rất là nhiều nha. Mình nghĩ là cái phong cách ngày hôm nay sẽ rất là phù hợp hai chị và sẽ đặc biệt hơn một chút, phá cách bánh bèo như thường ngày nữa. Thì mọi người cùng đón xem các bộ đồ của hai chị mình như thế nào nha. Bộ đầu tiên. Xin chào mọi người, mình là Nhi Hesi và đây là mình là Cẩm Nhi. Ok, hai đứa mình đã quay lại với mọi người rồi đây. Mọi người thấy có một sự khác biệt và hẳn và rõ rệt chưa mọi người? Bình thường thì mình mặc đồ rất là bánh bèo, nhưng mà nay mình cũng giật mình với lại cái trang phục này và phong cách này luôn á. Và cái cảm giác lần đầu tiên khi mà mặc một cái trang phục với phong cách khác biệt so với những lần trước hay là những cái phong cách thường ngày thì rất là thích. Tại vì nó đặc biệt, nó nổi bật lắm kìa, nhìn mình rất là cool luôn. Mình thích cái phong cách này lắm. Đầu tiên là mình chọn cho mình một cái chiếc quần baggy dù vải dù, tại vì thường phong cách workwear thì nó lúc nào cũng mang hơi hướng đi làm và tất nhiên là chất liệu phải là thoải mái và dễ di chuyển nhất. Màu đỏ phối với màu đen sẽ giúp cho bộ đồ mình nổi bật hơn, và đặc biệt là chiếc áo khoác này, đây là một chiếc áo khoác safari vest, thì đây là một item không thể thiếu của phong cách workwear. Nhìn nó sẽ rất là nổi bật và đặc biệt lên hơn cho bộ đồ. Và còn một cái nữa điểm nhấn nữa mà mọi người nhìn vào là mọi người thấy ngay là chiếc mắt kính này mình cũng cực kỳ thích luôn. Được lấy ý tưởng dựa trên đồ bảo hộ của những người lao động, nhưng mà cái màu của nó làm nổi bật lên gương mặt của mình nè, và đeo vô rất là ấn tượng. Chỉ cả bộ thì mình ưng cả cây luôn á mọi người. Mọi người thấy bộ đồ như mặt trong như thế nào? Và chắc là mình sẽ chọn cái phong cách này cho những cái thay đổi cái style trong những sắp tới. Mình mê quá à. Mọi người thấy nếu mà thích thì mọi người nhớ comment cho Nhi biết nha. Và bây giờ mình đến với bộ đồ của Nhi. Thì bộ đồ đầu tiên của em chọn đồ theo một cái tông màu trắng đen. Cái áo em là chọn màu trắng có những cái viền xanh và hàng chữ xanh giúp cái áo nổi bật hơn. Đúng rồi. Tiếp đó là em chọn một cái yếm. Và ủa yếm đó hả? Dạ. Ồ mà chị cứ tưởng là một cái quần không? Chị không thấy miss. Nhưng mà em miss nó thành là một cái quần. Và cái yếm này được làm bằng vải dù, mặc rất là thoải mái. Và có điểm đặc biệt, điểm nhấn ở cái yếm này là cái dây phản quang đang là trend bây giờ. Wow. Tiếp theo là em chọn những cái phụ kiện cho mình là túi đeo ở đây nhìn cho nó đặc biệt một xíu. Và tiếp theo là cái găng tay này được lấy cảm hứng và dụng cụ của những người công dân lao động, đeo vào nhìn khá là hay ạ. Còn đúng rồi, nhìn nó rất là ấn tượng và đặc biệt thẳng lên cái bộ đồ luôn á. Tiếp theo là đến cái nón này, vì em thấy cái nón rất là hay. Thường thì cái nón này á thì cái kính đúng không? Cái kính này thì người ta sẽ đợi ở phía trước cái nón, nhưng mà cái này người ta biến tấu lại
rất là đặc biệt để ở sau phía sau nón. Wow, nhìn cái nón chị rất là thích luôn á, tại vì nhìn nó rất là lạ. Chị chưa thường thấy nón mà chỉ là cái vành á, nó phía trước mà nay nó đổi ngược lại. Chị ấn tượng với cái nón rồi, cực kỳ ấn tượng với cái găng tay và cả bộ đồ này nữa. Nói chung là chắc là hôm nay mình rất là thích cái phong cách này, cho nên mình rất là muốn qua bộ thứ hai để cho mọi người cùng xem bộ đồ thứ hai sẽ trông như thế nào, thì mọi người cùng đợi để xem bộ đồ thứ hai cũng như với Nhi nha. Mình là Như Si và Cẩm Nhi đã quay lại với mọi người rồi đây. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người bộ đồ thứ hai và cho Nhi giới thiệu trước nha. Thì bộ thứ hai em sẽ chọn thêm một bộ trang phục túi hộp có tông màu cát, và những điểm nổi bật ở trên cái túi là có rất là nhiều túi hộp và chi tiết dây kéo ở đây. Tiếp theo là về quần, và cũng có một cái túi hộp ở đây luôn. Và điểm nổi bật là cái mắt cài ở đây. Ủa, cái mắt cài của cái quần hay là em cài? Dạ, của cái quần ạ. Ồ. Và kèm theo đó là những cái phụ kiện đi kèm như là dây xích và túi rêu. Ồ, nhìn mấy cái dây xích này có vẻ ngầu quá ha, đặc biệt quá ha. Dạ. Cái này là cũng cài lên hả em? Mình dạ, cài thêm cái vô là phụ kiện đúng không? Phụ kiện. Ồ, nhìn nó rất là thích luôn. Tiếp theo là một cái kính, nó có đèn led ở ô cái kính này nhìn nó rất là đặc biệt đó mọi người. Chị cảm giác như là kính như, nhìn nó giống như trong kính chơi game á. Kính game á thì nhìn nó rất là khác. Ủa, cái này là đèn led luôn để mình bật đúng không? Dạ. Đi kèm với những phụ kiện này thì em chọn một đôi, chọn cho mình một đôi sneaker made from dáng chunky. Ô, giống như của chị, nhưng mà chị toàn gọi cái này là giày bánh mì không thì không biết nữa. Chị toàn gọi là giày bánh mì. Rồi rất là thích mang kiểu giày đế cao như vậy nè. Mình rất là mang đế cao, nhìn thì nó nếu mà hầm hố thì mình không thấy nó hầm hố, nhưng mà thường con gái mang vậy gọi là hắt chân á, nhìn mình sẽ cao hơn, chỉnh hơn, chiều dài được chút. Và bây giờ Như sẽ giới thiệu về bộ đồ của Như nha. Thì đối với phong cách này thì mình vẫn còn gọi là hơi mới với mình, nên chỉ mình phối được chỉ có hai bộ thôi. Và bộ thứ hai thì mình sẽ chọn một cái tông cây nguyên cây màu vàng luôn. Đầu tiên là một cái chiếc quần túi hộp giống như Nhi vậy đó, và gắn thêm cho mình một cái chiếc túi đeo chân để cho nó đặc biệt hơn, nổi bật cái quần hơn. Mọi người thấy nhìn nó giống như là mấy cái quần mà trong chơi game vậy á, và đặc biệt là có khóa kéo và dây nịch riêng nữa, nên nhìn nó những cái phụ kiện như vậy sẽ làm bộ đồ mình nổi hơn. Và với chiếc áo crop top da làm cho bộ đồ màu đen, và màu đen sẽ làm cho cái bộ màu vàng của mình nó được nổi hơn nhiều và nhìn nó cá tính hơn, nó đặc biệt hơn. Phụ kiện cái này thì Như có dùng một sợi dây xích nhỏ để cho nó gọi cho ta nhìn nó ngầu hơn chút, giống như là cách Như chọn phụ kiện mà cho quần vậy đó. Ok, và mình chỉ có phối được hai bộ tại vì phong cách này cũng hơi mới với mình. Không biết là riêng Nhi thì Nhi còn có đưa ra được ý tưởng để phối thêm bộ nào nữa không? Dạ, em đã thử qua phong cách này vài lần rồi, cho nên là em sẽ thử thêm một bộ thứ ba nữa. Mọi người nhớ xem bộ thứ ba của Nhi như thế nào nha mọi người. Trước khi đến với bộ đồ thứ ba của Nhi thì Như có điều muốn thông báo cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn là người yêu thích thời trang, đam mê thời trang, có những phong cách thời trang hay là có những cách phối đồ cực kỳ ấn tượng, thì hãy nhanh tay tham gia cuộc thi Dress Snap do Doosan tổ chức. Mọi người hãy lên ngay Facebook đăng ký và để biết thêm thông tin chi tiết. Trị giá giải thưởng lên tới hơn 10 triệu đồng lận đó mọi người ơi. Và một điều đặc biệt nữa là khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là quán quân ở cuộc thi Dress Snap do Doosan tổ chức hồi tháng vừa rồi. Và rất là bất ngờ khi mà biết được một điều này nữa, đó chính là chủ đề mà Nhi đã chiến thắng đó chính là cũng là Workswear luôn. Em có thể cho chị biết được cảm giác của em khi mà tham gia cuộc thi của Doosan và cảm giác như thế nào khi mà em đạt được giải nhất quán quân không? Em rất là vui khi mà mình tham gia cuộc thi đó, nhưng mà em không nghĩ rằng mình lại là quán quân của cuộc thi đó. Nói chung là em rất là bất ngờ. Nếu như mà mình chưa thi thì mình đâu có biết được đâu mọi người, nên chi nhưng nghĩ là mọi người hãy tự tin lên, hãy thể hiện bản thân mình đi và đăng ký tham gia, biết đâu được mọi người cũng sẽ là quán quân sao. Và bây giờ Nhi giới thiệu cho các bạn về bộ đồ thứ ba của Nhi đi, chị cũng lắng nghe lắm luôn á. Bộ đồ thứ ba của em là phối theo tông màu vintage và có cái yếm jean là một item không thể thiếu trong cái phong cách workwear. Thường thì chị nhìn những cái bạn nam á, họ mặc những cái yếm này thì nhìn rất là hầm hố và kiểu như là bụi bặm lắm, nhưng mà đặc biệt nhìn Nhi mặc thì chị thấy khác hoàn toàn, nhìn nó rất là hấp dẫn và rất là cá tính, nhưng mà không đến nỗi quá là bụi bặm như những bạn nam khác, giống như anh Hùng mà tập vừa rồi ấy, thì kỳ này mình rất là thích.
cái bộ bộ này luôn á, cắt và nhi phối luôn. Giờ ấn tượng với cái bao tay lắm, chị giới thiệu với Nguyên nghe mà. Dạ vì thấy một bộ phối một bộ đồ như thế này thì quá bình thường rồi, cho nên là em sẽ thêm một cái găng tay và em chỉ đeo một bên thôi, nhìn cho nó khá là ấn tượng và khác biệt một xíu. Kèm theo đó là em sẽ phối thêm một đôi bút da, nhìn và đôi bút da này không thể thiếu trong cái phong cách bút que. Đó giờ Nhi mặc cái phong cách này nhiều lần chưa? Em mặc được cỡ tầm vài lần thôi. Nhưng mà chị thấy là cái phong cách này rất là đặc biệt, nó có cái gì đó nó mình thấy nó khác so với những phong cách dress khác lắm, mà ấn tượng lắm. Nói chung là hôm nay với cái chủ đề workwear thì chị rất là thích với phong cách mới này, và chị nghĩ là chị sẽ áp dụng cái phong cách này nhiều hơn cho cái thay đổi cái cách ăn mặc của mình nữa. Và hôm nay Nhi cảm thấy khi đến với chương trình Nhi thấy như thế nào? Em thấy rất là vui. Và chị cũng hy vọng là Nhi sẽ được góp mặt nhiều được trong cái tập của The Style 101. Và nếu các bạn yêu thích những bộ đồ nào của Như hay là Nhi phối, hãy comment cho Như với Nhi biết nha. Và đừng quên mọi người hãy bấm subscribe cho kênh Doxin TV và lít hình cái chuông để luôn cập nhật những video clip mới nhất nha mọi người. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người tập sau. Bye bye.